Chiều ngày 23 tháng 10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết phía Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nội dung vụ việc một nam sinh bị ép ăn đất, hút thuốc gây xôn xao trên mạng xã hội. Trước đó, trên mạng xã hội phát tán một đoạn video dài khoảng 2 phút, ghi lại cảnh một nam sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Anh Xuân, huyện Nam Đàn bị hai người bạn ép ngồi xuống đám cỏ ven đường, bốc đất bỏ vào miệng. Sau khi ăn hết nắm đất đầu tiên, nam sinh này bị bắt tiếp tục hút thuốc lá. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Anh, sau buổi sinh hoạt đoàn xã Nam Anh tổ chức. Nguyên nhân là do mâu thuẫn từ trước giữa em Nguyễn Văn Tê, học sinh lớp 9E trường trung học cơ sở Anh Xuân, với bạn học cùng trường là em Võ Hải Đê, học sinh lớp 9C. Tối ngày 19 tháng 10, khi gặp Đê, em Tê cùng bạn là Phạm Thiện Nở, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, đã bắt ép em Đê phải ăn đất, buộc hút hai điếu thuốc lá. Trong khi Nở ép buộc, dọa nạt thì Tê quay video rồi sau đó gửi cho các bạn trong lớp. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn đã yêu cầu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an để điều tra, làm rõ vụ việc. Đại diện ban giám hiệu trường trung học cơ sở Anh Xuân cũng đã đến gia đình để động viên, thăm hỏi nam sinh trong đoạn video clip.